Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng. Một bộ mắt kính đến từ thương hiệu Get đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon, mà dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng 3-5 tuần để về đến Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra một sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu mắt kính ngày hôm nay. Bên trong kiện hàng các bạn thấy là rất là đơn giản luôn. Chúng ta sẽ có một chiếc túi da đựng mẫu mắt kính nè, và một lớp giấy đệm gói đơn giản như thế này thôi, không có gì khác nha. Tạm thời mình để qua một bên. Đi đến nhân vật chính của chúng ta sẽ thấy một chiếc túi da rất là quen thuộc, và để bảo quản chiếc mắt kính chúng ta tốt nhất, cũng như là khi các bạn ra ngoài thì chúng ta sẽ có một cái túi để có thể dễ dàng bảo quản và mang theo. Rồi, đó là những cái bên ngoài chúng ta thấy được về chiếc mắt kính này ha. Trước hết thì mình sẽ giới thiệu sơ lại một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết thì có thể nắm bắt nhanh được. Get là một cái thương hiệu quần áo và là nhà bán lẻ của Mỹ, nổi tiếng với các quảng cáo đèn trắng nè. Get bắt đầu vào những năm 1982 dưới dạng một cuốn sách về phong cách do George Murray Amen and Paul Marciano khởi xướng. Hai anh em chuyển sang bán quần áo jean với chất lượng denim nhẹ, vừa vặn và có khóa kéo ở mắt cá chân. Get bắt đầu cung cấp các sản phẩm được cấp phép bao gồm đồng hồ, trang sức, kính mắt, túi xách, giày dép và các dòng nước hoa khác. Hiện nay thì đây là một trong những cái thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng rồi. Đó là những thông tin tổng quan nhất cho các bạn nào chưa biết thì có thể nắm bắt được một cách nhanh nhất. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, một chiếc mắt kính đến từ thương hiệu Get nổi tiếng này nha. Ở trên chiếc túi chúng ta sẽ thấy tên thương hiệu được chập chìm ngay trên phần mặt khóa luôn. Các bạn thấy nè, rất là sắc nét. Và có một cái tip nho nhỏ là các bạn mở đối với những chiếc túi da như thế này, chúng ta chỉ cần kê ngón tay vào đẩy nhẹ lên là được nha các bạn. Hạn chế cái việc mà chúng ta cầm da, cái miếng da này chúng ta kéo lên thì nó sẽ tạo cái lực, thì lâu ngày nó sẽ ảnh hưởng tới lớp da, nó sẽ dễ bị rách hơn. Rồi đó là chia sẻ một chút xíu ha. Bên trong chiếc túi da này chúng ta sẽ thấy là mẫu mắt kính mới được đảm bảo rất là bảo vệ rất là tốt nè. Bên trong chiếc túi ni lông như thế này, phụ kiện đi kèm chúng ta sẽ có một khăn lau chuyên dụng phía dưới ha. Đây chiếc túi này các bạn, trên túi chúng ta cũng sẽ có một chiếc tem cung cấp và một số thông tin về sản phẩm như Get Factory, tên thương hiệu các bạn nha, và mã sản phẩm sẽ là GF5087-S nha các bạn. Đó, mã màu là 10P, thông số kỹ thuật sẽ là 63-14-150, đó chính là độ rộng kính, cầu kính và chiều dài càng kính các bạn nha. Tập đoàn Macaulay Made in China, đây là tập đoàn nhà sản xuất của Ý nhưng mà hoàn thiện tại Trung Quốc các bạn nha. Rồi đó là những thông tin cơ bản về sản phẩm bên trong. Còn bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, mình sẽ lấy nó ra ngay đây. Đi kèm mà bên trong mà chúng ta sẽ có một số hướng dẫn đến từ tập đoàn Macaulay các bạn nha. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, rất là đẹp luôn, mới 100%. Nó sẽ bị bám một ít bụi bãi thôi, cái này vấn đề này không có gì là quan trọng cả. Bên trong chúng ta có cái lớp nhung chắc chắn sẽ bị bám bụi bãi. Get thì họ bảo vệ hai chiếc càng kính này khá là đơn giản bằng một cái lớp ni lông mỏng bọc một bên càng kính như thế này. Tạm thời mình sẽ lấy ra nha. Và mẫu đang trên tay mình sẽ có tên là Get Men Sunglass, một cái mẫu kính mát dành cho nam giới đến từ thương hiệu Get. Với mã sản phẩm đầy đủ sẽ là GF5087-10P-63. Thì mã sản phẩm này mình có để dưới tên video cũng như là đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc mắt kính này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại ship.vn nha. Về độ rộng kính trên mẫu này chúng ta sẽ có là 63mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn thì đều có một cái đường link hướng dẫn các bạn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của mình. Tuy nhiên thì trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt, chi tiết hai bên thái dương của các bạn cũng như là cái phần phòng kính nữa. Đó là những cái yếu tố nó cực kỳ quan trọng giúp cho các bạn vừa chọn được một mẫu mắt kính nó hợp gu thời trang và phải mang lại một cái trải nghiệm đeo nó thực sự thoải mái thì chiếc mắt kính đó mới là phù hợp với bạn. Với màu trong kính trên mẫu này, chúng ta sẽ có màu Ray Radiant. Tất nhiên phần Radiant này nó hơi nhẹ, không biết qua camera các bạn có cảm nhận được hết hay không. Nói đây là một cái màu xám các bạn ha. Ray là màu xám, Radiant là cái hiệu ứng nhuộm màu trên trong kính. Và dĩ nhiên là trong kính của chúng ta sẽ là 100% chống tia UV. Thì Get này họ cũng có dán một cái tem này, chúng ta thấy các bạn 100% UV Protection.
Nói về gradient, đây là các loại trồng kính được nhuộm màu, có phần phía trên là tông màu tối hơn và dần dần chuyển xuống phía dưới sẽ là tông màu nó sáng hơn. Cái thiết kế này nó sẽ phù hợp với những ai mà di chuyển thường xuyên ngoài trời, vì phần trên của kính có thể giúp người dùng tránh khỏi ánh sáng mặt trời và phần phía dưới thì vẫn đảm bảo chúng ta quan sát rõ hơn các bảng điều khiển cũng như là tay lái, từ đó chúng ta di chuyển một cách nó an toàn hơn rất là nhiều, và chính là cái mục đích chính của cái trồng kính radian này. Tuy nhiên thì các bạn thấy đó, radian không chỉ là mang lại một cái lợi ích về tính thực dụng của nó, mà nó còn mang lại một cái nét thời trang rất là cao cấp cũng như là cực kỳ bắt mắt. Chính vì vậy mà rất là nhiều hãng trên thế giới hiện nay đã sử dụng cái trồng kính radian này rất là nhiều. Về cầu kính trên mẫu này chúng ta sẽ có là 14mm. Chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 cho đến 26mm. Thông số đo của cầu kính là khoảng cách giữa các mặt kính tính điểm kính này và điểm kính bên đây chính là phần cầu kính của chúng ta. Còn phần phía trên này như các bạn thấy đó chính là phần top 3 của kính nha. Càn kính ở mẫu này sẽ là 150mm, một chiếc càn kính tương đối dài nha các bạn. Và chủ yếu nó dài là do cái phần tay kính, các bạn thấy họ thiết kế rất là cong luôn, nó ôm trọn về sau vành tay của chúng ta, cho nên là cái chiều dài nó tăng lên khá là nhiều. Hầu hết kính râm và kính mắt thì đều có những cái số đo kích thước được thể hiện bên trong càn kính bên trái. Ở đây, phần tay kính các bạn sẽ thấy rất là nhiều thông tin. Đầu tiên là được hoàn thiện từ Trung Quốc nè các bạn, Made in China. Chúng ta sẽ không có dãy số, này mình nghĩ đây chính là số series của sản phẩm. Và mã sản phẩm ở đây sẽ là GF nè, 5087, mã màu là 10P và thông số kỹ thuật là 63-14-150. Ở phần càn kính còn lại chúng ta sẽ có tên thương hiệu Guess, rất là đơn giản thôi, rất là sắc nét. Và những thông tin chúng ta có bên trong hai chiếc càn kính. Còn phía bên ngoài các bạn sẽ thấy ngay logo thương hiệu sẽ được đặt ngay trên phần thân càn, phần kim loại này các bạn thấy nha. Rất là đẹp luôn, và một cái thiết kế thân càn rất là tinh tế. Đó, mình sẽ thấy cực kỳ đẹp và bắt mắt. Nó tăng cái độ nhận diện thương hiệu hơn dành cho mẫu sản phẩm mắt kính của chúng ta ở các góc nhìn. Về dạng khung trên mẫu này, đây cũng là một cái điểm rất là đáng chú ý, là dạng khung pilot là tổng thể các bạn ha, đó là dạng kính phi công. Tuy nhiên các bạn thấy đó, trên sản phẩm này Guess họ đã vát cạnh đi một số cái khu vực tạo nên cái nét cứng cáp và nó nam tính hơn, cũng như là cái nét độc đáo bắt mắt hơn khi chúng ta nhìn vào chiếc mắt kính này, tạo nên cái sự nổi bật từ gương mặt của bạn, rất là đẹp luôn các bạn. Đối với cái dạng kính pilot hay dạng kính phi công thì nó mang phong cách rất là cổ điển, sẽ cho bạn toát lên cái sự lịch lãm và sang trọng. Đối với những bạn có khuôn mặt hơi tròn hoặc là vuông thì bạn có thể ưu ái cho cái phong cách này, bởi nó tôn lên hình dáng khuôn mặt và tạo cái hiệu ứng giúp khuôn mặt bạn trông được thanh thoát hơn rất là nhiều. Đó chính là cái ưu điểm rất là lớn đến từ cái dạng khung pilot và dạng kính phi công đó các bạn. Màu khung ở đây chúng ta sẽ có màu bạc các bạn ha, màu silver và được chế tạo cánh bóng nào, màu bạc phủ thép nè các bạn. Đó là chính là kim loại. Ống kính kim loại thì rất là mỏng và bền, phù hợp với nhiều khuôn mặt, mẫu mã cũng rất là đa dạng, tinh tế. Ống kim loại sẽ được coi là sang trọng hơn ống nhựa rất là nhiều, thì điển hình trên các sản phẩm mà các bạn cũng đã thấy rồi. Nó thích hợp cho nhiều lứa tuổi và đặc biệt là những người làm trong môi trường trang trọng, lịch sự, thì những cái mẫu kính mà dạng khung kim loại như thế này nó sẽ cực kỳ phù hợp và dễ phối cho chúng ta. Đây, qua các góc quay bạn thấy sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100% nè, không hề có dấu hiệu cấn máu hay trầy xước phía trên phần khung, hai bên ống kính. Tất cả các chi tiết mình sẽ show ra cho các bạn xem thật kỹ. Phần chân gáo mũi này các bạn, tất cả những cái chi tiết rất là nhỏ thôi. Khớp kính phải nói là cực kỳ chắc chắn ở cả hai bên. Đây, khớp kim loại các bạn nha. Rồi, tổng kết lại các bạn thấy đó, sản phẩm của chúng ta nó sở hữu một cái nét đẹp rất là hiện đại, pha lẫn cổ điển với cái kiểu dáng phi công như thế này. Thiết kế trẻ trung mang lại một cái xu hướng thời trang rất là hiện đại, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ đơn giản, thoải mái cho đến sang trọng và tinh tế. Đồng thời thì bạn có thể sử dụng nó trong mọi dịp, vẫn giữ được cái nét sang trọng và phù hợp trên cái bộ phối đồ, cách mix đồ của các bạn thì rất là dễ dàng với chiếc mắt kính này. Và đó là những cái góc quay thực tế nhất về một sản phẩm kính mát ngày hôm nay, cũng như là những chia sẻ của eShip.vn. Nếu những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu kính Guess nói chung, cũng như là mẫu Guess dành cho nam ngày hôm nay nói riêng, hiện tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.